Thưa quý vị, đầu tư cho ngành đường sắt suốt nhiều thập kỷ chỉ chiếm khoảng 3% tổng mức đầu tư từ ngân sách trung ương dành cho hạ tầng giao thông. Cần như không một đoạn đường sắt nào được làm mới, hạ tầng lạc hậu giữ nguyên từ hơn 100 năm trước, trong khi sự phát triển của đường bộ và đường hàng không thì khá mạnh. À, hệ thống đường sắt hiện nay vẫn chưa được quan tâm đầu tư thích đáng. Vận tải hành khách và hàng hóa của đường sắt vốn đã điều hưu nay lại sụt giảm mạnh do đại dịch COVID. Ngành đường sắt đang lâm vào tình thế chật vật đều tồn tại. Việc đề xuất cho phép nhập khẩu khai thác sử dụng 37 toa xe tự hành đã hết niên hạn của Nhật Bản một lần nữa khiến cho chúng ta phải nhìn lại thực trạng của đường sắt Việt Nam hiện nay. Để làm rõ hơn về nội dung này, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam. Xin chào ông, cảm ơn ông đã đến với chương quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả, xin chào biên tập viên. À vâng thưa ông mới đây thì căn cứ vào nghị định 65 của chính phủ, nhiều bộ ngành không đồng ý đề xuất nhập khẩu 37 toa xe của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do có năm sản xuất đã cám quá 10 năm và có niên hạn sử dụng quá 40 năm. Ông nghĩ sao về ý kiến này ạ? Về cái ý kiến này thì tôi cho rằng là thế này, đối thứ nhất là đối với các cái bộ ngành thì họ có cái ý kiến như thế là đúng bởi vì hiện nay cái luật đường sắt thì đã có hiệu lực và chúng ta đã có cái nghị định 65 của chính phủ đã hướng dẫn thi hành luật cho nên là đối với các bộ ngành thì như thế. Còn đối với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thì cái việc mà xin đề xuất nhập 37 cái toa xe ấy, thì cực chẳng đã là vì hiện nay với cái điều kiện cái thiết bị toa xe của Tổng Công ty là rất là thiếu là hậu cũ kỹ cho nên là Tổng Công ty đã đề xuất với nhà nước nếu có thể được thì cho nhập 37 cái tay xe đó để nhằm cái hỗ trợ cho cái việc kinh doanh hiện nay với cái phương tiện nó còn lạc hậu. Vâng, lợi ích của việc nhập 37 toa xe này là gì ạ? Lợi ích thì, thì là thế này, hiện nay thì cái 37 toa xe này thì nó khác cái toa xe của Việt Nam, tức là toa xe này nó là toa xe tự hành, tức là không cần đầu máy và như vậy thì vẫn là có thể là là là, là là vận chuyển được và tùy theo cái số lượng hành khách thì có thể một toa tôi cũng chạy được mà hai toa ba toa thì cũng chạy được tuy nhiên ở đây khi mà nhập 37 cái toa xe này thì nó có cái khó khăn này này đối với cái khổ đường của nhật thì là 1060 còn khổ đường của việt nam thì là một mét cho nên là cái việc mà mà nhập cái đấy thì cũng ta cũng phải hoán cải lại và theo như tính toán của tổng ty đường sắt Việt Nam ấy thì chi phí hoán cải nó hết khoảng 140 tỷ thì chúng ta thấy là như thế nhưng mà khi mà cái nhập cái này thì nó hơn ở cái là nếu mà chúng ta tự chế tạo lại hiện nay thì cái việc mà chế tạo đóng mới cái toa xe của chúng ta làm cũng tốt nhưng mà cái chi phí nó quá lớn tức là Bây giờ khoảng trên 10 tỷ một cái toa xe như vậy là Nó đòi hỏi cái vốn đầu tư rất lớn Vâng tức là nếu mà so sánh về mặt lợi ích kinh tế Thì khi mà chúng ta nhập 37 toa tàu hết niên hạn này Thì sẽ có lợi hơn so với việc là chúng ta tự Không cái này thì cũng không thể khẳng định là có lợi hay không có lợi Cái này phải làm một cái bài toán nó, Tính toán kinh tế kỹ thuật nó hết sức là Cụ thể mới có thể khẳng định được Bởi vì này Tức là hiện nay thì ta ở đây thì thấy thấy Nhật nó cho không chúng ta và chúng ta chỉ mất cái tiền hắn cải thôi nhưng sau này thì muốn tính toán lại thì chúng ta phải xem là giữa cái toa của Trung Quốc, toa của Nhật với cái kỹ thuật của Việt Nam, cái giá chuyển hướng của Việt Nam thì về mặt khai thác thì nó có cái gì nó 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 khó khăn hay không cho nên là muốn cho tránh để kết luận là 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 có lợi hay không có lợi về mặt kinh tế thì phải tính toán thật tỉ mỉ cụ thể vâng. hơn. À, chúng ta đã chỉ ra lợi ích của nó vậy thì những cái khó khăn của nó là gì ạ? Cái khó khăn của nó là thí dụ bây giờ chúng ta cứ để cái chuyện là hoán cải này thì cái kỹ thuật kỹ thuật của Nhật với của Việt Nam thì nó cũng khác nhau rồi. Bây giờ hoán cải thì bây giờ nó nó có chạy được như là là khi mà khai thác ở bên Nhật hay không? Đấy là một cái thứ hai là khi mà cái các cái thiết bị và các cái linh kiện mà nó bị hỏng thì chúng ta lấy cái linh kiện đấy nội địa hóa nó có được hay không thì đây cũng là vấn đề đặt ra. Vâng, à, so sánh với đường sắt các nước trong khu vực và trên thế giới thì hệ thống đường sắt của chúng ta được đánh giá như thế nào ạ? vị trí của chúng Thực ta đang ra nguyên. là so với các nước thì mình tất nhiên là cái việc so sánh nếu chúng ta so sánh đường sắt của Việt Nam với các cái nước xung quanh ta thì cũng đã đã là không thể so sánh được bởi vì nó khập khiễng. Cái thứ hai là hiện nay ta vẫn cứ lấy cái đường sắt của Nhật, đường sắt của Hàn Quốc thì nó tương tự với ta thì chúng ta đường sắt của ta thì lạc hậu, tụt hậu rất nhiều so với các cái nước trên thế giới. Vâng, hiện nay ở rất nhiều nước ở trong khu vực thì họ đã có tàu cao tốc, tàu siêu tốc Vậy mà chúng ta vẫn chỉ có 5 cái tuyến đường tốc à, đường, đường sắt như hiện nay à, thì mức độ đánh giá của chúng ta đang ở cái mức thang thứ bao nhiêu ạ? Thì cái này thì không thể so sánh được thực ra là cái đường sắt cao tốc ấy thì là không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có cái đường sắt cao tốc. Chỉ có Trung Quốc là có cái 20.000 cây số là đường sắt cao tốc, còn một số nước xung quanh ta thí dụ như Singapore hay thí dụ Malaysia những nước ấy cũng không có cái đường sắt cao tốc vâng à, theo ông để tạo cú hích phát triển hạ tầng đường sắt thì cần phải bổ sung những cái gì ạ? thì để phát triển cái hạ tầng thì trong cái nói là hạ tầng đường sắt nhưng khi nói đến hạ tầng đường sắt thì nó có nhiều vấn đề thứ nhất là đường này cái thứ hai dây này cái tà vẹt này rồi trong cái đường thì bán kính đường cong cho nên là cái cú hít của nó chúng ta cứ gọi chung một cái là hạ tầng đường sắt nó bao gồm cả đường. Bây giờ cái bán kính đường cong của chúng ta thì là nhỏ 150 thế, 150 m thì chúng ta không thể chạy với cái tốc độ cao được, bởi vì nếu chạy cái tốc độ cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề an toàn chạy tàu. Vâng, thế nếu như mà để chúng ta có thể hoán cải được cái hệ thống đường sắt của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu ạ? thì cái này thì uh, trong cái quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt năm giai đoạn 2021 2030 2000 tầm nhìn 2050 vừa được chính phủ phê duyệt ý, thì thực ra là chúng ta là có hai cái một là đối với cái đường sắt hiện có thì chúng ta phải bảo dưỡng sửa chữa nó lên và nâng cấp nó lên. Còn đối với trong cái 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 quy hoạch đấy thì chúng ta có cái hình thành cái đường sắt tốc độ cao nó cũng không có thì thì ở đây thì uh, hiện nay với cái nguồn vốn thí dụ như vừa rồi nhà nước giao xuống là có 7.000 tỷ thì 7.000 tỷ thì mỗi một năm nếu bảo dưỡng sửa chữa hạ tầng thì cầu đường thì hết đã hết 6.000 tỷ thì như vậy là cái vốn rất là ít Vâng, cơ sở hạ tầng có phải là cái nguyên nhân chính khiến cho đường sắt Việt Nam đang ngày càng tụt hậu hay không ạ? Không, cái việc tụt hậu của đường sắt thì không chủ yếu thì vẫn là hạ tầng Tuy nhiên ở đây cái hạ tầng nếu mà hạ tầng tốt thì cái phương tiện đầu máy toa xe cũng phải tốt. Cái thứ hai nữa là cái về mặt cái chủ quan của tổng ty đường sắt Việt Nam cũng cũng phải thay đổi cái tư duy, thay đổi bây giờ cái mô hình của cái tổng ty đường sắt thì cứ thay đổi liên tục hiện nay vẫn chưa chọn được một cái mô hình cố định và từ cái cái mô hình như vậy thì cái người lao động người ta cũng không yên tâm với cái 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 làm việc cho nên là nó có nhiều cái rồi cả cái tư duy kinh doanh đổi mới cái kinh doanh rồi đào tạo nguồn nhân lực nó có rất nhiều nó cái trong cái cái tụt hậu của đường sắt thì cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là hạ tầng với cái phương tiện vận tải nhưng mà về phía mà chủ quan thì nguồn nhân lực này rồi cái tư duy đổi mới tư duy về quản trị tư duy về kinh doanh tranh thì cũng phải thay đổi. À, vâng, ông đánh giá như thế nào về nhận định là cuộc cách mạng thực sự đối với hạ tầng đường sắt là xây dựng đường sắt cao tốc ạ? Thì hiện nay thì năm 2010 thì chúng ta cũng đã có cái thông qua cái dự án là đường sắt tốc độ cao lúc ấy thì gọi là đường sắt cao tốc. Còn bây giờ thì chúng ta thấy là năm 2010 thì quốc hội chưa được thông qua. Đến bây giờ thì Bộ Giao thông Vận tải thì đã giao cho Cục Đường sắt và đã hoàn thành cái 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 dự án là đường sắt tốc độ cao thì cái này thì tôi tôi nghĩ rằng này nay nó có hai cái trường phái hai cái cái trái chiều nhau một cái là bây giờ là có cần xây dựng đường sắt tốc độ cao hay không cái thứ hai là xây dựng đường sắt tốc độ cao thì lấy vốn ở đâu thì ở đây thì tôi tôi cho rằng là chúng ta nếu mà xây dựng cái đường sắt tốc độ cao được thì đường sắt nó đi thẳng vào hiện đại và nó sẽ cho cái đường sắt nó phát triển ở đây một số ngành thí dụ như ngành viễn thông thì cũng lúc đầu thì cũng là đi đi thẳng vào hiện đại là cái cái công nghệ số thì nó thành công và đường sắt thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà có đường sắt tương độ cao thì chắc chắn là sẽ, sẽ 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 phát triển lên và đáp ứng được cái yêu cầu về vận chuyển đáp ứng về phát triển kinh tế xã hội đồng thời là giải tỏa áp lực cho các cái phương thức vận tải khác thí dụ như vận tải đường bộ hoặc vận tải hàng không vâng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bùi xuân phong đã đến với trường quay của chúng tôi và có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại